Hello hello, xin chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bá Hưng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12 cũng như là trên hệ thống Facebook Nhà đất Bá Hưng nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một khu nhà lầu đồng bộ khoảng tầm 20 căn nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp. Khu nhà mình thì đang được rao bán với giá từ 6 tỷ tới 6 tỷ 8 nha. Và phía bên tây trái sẽ là 4m2 x 17m, còn phía bên tây phải sẽ là 4m2 x 15m, hơn nhau 2m nha. Bên tây trái thì kêu cao hơn một chút, kêu giá từ 6 tỷ 7 tới 6 tỷ 8, còn bên tây phải thì giá từ 6 tỷ tới 6 tỷ rưỡi. Bên tây trái sẽ là hướng chính bắc, còn bên tây phải sẽ là hướng chính nam nha. Khu này phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Và với con đường trước nhà lên tới 5m, đường xe hơi di chuyển vào bên trong căn nhà xe hơi 5-7 chỗ chạy thoải mái nha, có thể tránh được hai xe, đường nhựa cực đẹp. Và chúng ta cùng di chuyển vào căn nhà mình. Căn nhà mình thì trước đó chủ nhà giao bán tới 6 tỷ 8, bây giờ giảm ngay 820 triệu đồng và chỉ giao bán với giá là 5 tỷ 980 triệu đồng thôi. Giá này thì chúng ta vẫn còn bớt một chút lọc với những anh chị nào thiện chí mua. Chủ nhà hiện giờ đang rất kẹt tiền nên cần bán gấp với giá rẻ nha mọi người. Hướng của nhà mình là hướng chính nam. Đây, chúng ta cùng di chuyển vào căn nhà phố của nhà mình. Cực đẹp, theo phong cách nhà phố tân cổ điển, rất lung linh nha, được gia chủ tặng lại nội thất bên trong căn nhà mình. Đây, chúng ta cùng tham quan này. Cực đẹp luôn nha mọi người. Mặt tiền được làm theo kiểu nhà phố cổ điển, sơn trắng và đèn led trắng luôn. Ngang 4m2, dài 15. Giá tiền giảm mạnh 820 triệu đồng, chỉ còn giao bán với giá 5 tỷ 980 triệu đồng thôi. Cực đẹp luôn nha. Và cùng Bác Hưng di chuyển vào bên trong. Nhà mình sẽ có một lớp cổng sắt cực kỳ chắc chắn phía bên ngoài. Bên trên nhà mình sẽ được lợp mái nhựa rồi. Và bên đây sẽ là khu vực đậu xe máy nha, dài khoảng tầm 2m, chúng ta có thể đậu được 4 đến 5 cái xe máy ở phía ngoài này. Một căn nhà đẹp ngang 4m2, dài 15m và đang được chào giá bán là 5 tỷ 980 triệu đồng thôi. Chúng ta vẫn còn thương lượng một chút với anh chị chủ nhà. Và hai bên tường của nhà mình sẽ được ốp gạch lên cao đẹp này. Sẽ có một bộ cửa nhôm xi pha cực kỳ chắc chắn phía bên trong này nha. Và di chuyển vào trong đây sẽ là khu vực đậu xe hơi của nhà mình nha. Khu vực này thì dài khoảng tầm 6m rưỡi, chúng ta có thể đậu thoải mái các loại xe hơi. Bên dưới sàn thì chủ nhà có đổ bê tông và đan sắt, chúng ta có thể di chuyển thoải mái xe hơi trên này nha. Và sẽ được ốp gạch bóng kính gạch 80, có một khoảng sảnh cực đẹp bằng gạch giả đá. Và tường nhà mình sẽ được dán nhựa, ốp nhựa lên cao khoảng tầm 1m2. Hai bên tường thì sẽ được dán giấy tường và làm khung chỉ cực kỳ cao cấp nha. Trần thạch cao, đèn chùm, màu cổ điển, rất lung linh nha mọi người. Và căn nhà mình thì đang được giảm giá ngay 820 triệu đồng. Chỉ còn giá bán là 5 tỷ 890 triệu thôi nha. Vẫn còn bớt một chút lọc với những anh chị nào thiện chí mua. Bên tường bên này thì sẽ có một bộ tủ rượu bằng gỗ sồi nhập khẩu. Trên tường thì chúng ta sẽ được ốp gỗ sồi luôn nha. Cầu thang nhà mình được làm theo hình chữ V. Và tay vịn và trụ là gỗ cam xe, được làm song sắt cực đẹp. Và phía đây sẽ được ốp đá kim sa nha mọi người. Rất lung linh, một căn nhà giá cực kỳ rẻ, nằm trong khu nhà lầu đồng bộ 50 căn thuộc trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, nằm gần với ngã tư đường Quang Trung và đường Phạm Văn Chiêu luôn. Đây là khu vực không gian phòng bếp nha mọi người. Khu vực này thì chủ nhà có ốp gạch 80, tường nhà mình được ốp gạch hết tường luôn nha, chạy trí. Và đèn ăn cực đẹp. Bộ tủ bếp sẽ là tủ gỗ sồi nhập khẩu, có khoảng để tủ lạnh khoảng tầm 1m, cũng được ốp nhựa. Và bên dưới thì được ốp đá hoa cương rất là đẹp nha mọi người ơi. Di chuyển vào trong đây, chúng ta sẽ có một cái bồn rửa tay nguyên khối và gương soi gạch ốp cực kỳ đẹp, cực kỳ cao cấp.
Phía cuối này một khoảng giếng trời nhỏ nhỏ, khoảng tầm 1 mét vuông. Và nhà mình có toilet ở phía cuối tầng trệt này. Nhà này thì được chủ nhà bố trí 4 phòng ngủ, 1 phòng lực và 5 toilet. Có phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước và sau. Hướng nhà là hướng chính nam. Và giá tiền là giao bán rẻ nhất khu, chỉ có 5 tỷ 980 triệu thôi. Rẻ hơn 6 tỷ luôn. Toàn bộ ở nhà này, khu nhà này toàn giao bán 6 tỷ rưỡi, 6 tỷ 7 hoặc là 6 tỷ 8. Và căn này rất là rẻ nha mọi người. Anh chủ nhà đang rất kẹt tiền, cần bán gấp, nên ra một cái giá bán rất là mềm mại cho những anh chị nào thiện chí mua. Và đây là khu vực phòng lửng của nhà mình nha. Phòng lửng thì chủ nhà sẽ bố trí cho nhà mình một bộ cửa kính cách âm để chúng ta hát karaoke thoải mái trong này. Và khu vực bên trong này thì cũng có đường ống máy lạnh luôn. Chúng ta có thể bố trí máy lạnh ở đây được. Sàn vẫn là sàn gạch bóng kính gạch 80. Hai bên tường thì chúng ta sẽ được dán một bức tranh. Bên tay phải sẽ là tranh mã đáo thành công. Và bên tay trái sẽ là... chúng ta sẽ có một cái kệ tivi. Phía cuối này có một bộ tủ rượu bằng gỗ sồi nhập khẩu nha. Rất rộng và thoáng mát. Đây có cửa sổ ra dưới trời luôn nha. Và anh chị nào đang xem căn nhà phố này thì hãy nhanh tay bốc máy gọi cho bên nhà đất Bắc Hưng để được sở hữu một căn nhà giá cực kỳ rẻ, cực kỳ mềm mại. Giá bán của nó chỉ có 5 tỷ 980 triệu đồng thôi. Vẫn còn thương lượng nha mọi người, bớt một chút nữa. Nhà mình đẹp và xây mới hoàn toàn vào năm 2020. Đã hoàn công sổ hồng rồi. Đây chúng ta sẽ có một khoảng thảm cỏ nhân tạo. Trần này rất là lung linh nha. Phong cách nhà mẫu mới và đẹp. Di chuyển lên trên lầu 1 thì chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ và 2 toilet. 2 phòng ngủ này thì chủ nhà cũng đã bỏ sẵn giường nệm luôn. Đây, đây sẽ có một bức tranh phong thủy và cửa gỗ căm xe. Sàn gạch 60 nha mọi người. Đây, chúng ta đang di chuyển vào không gian phòng ngủ số 1 ở phía trước. Trần thạch cao, đèn và ánh sáng rất là tràn hòa. Phòng ngủ rộng, thoải mái cho nhà mình để giường 1m8 này. Giường này là giường 1m8 nha. Có sàn đường ống máy lạnh rồi. Ra phía ngoài này thì chúng ta sẽ có ban công đúc 1m2, cửa nhôm sim pha, lan can bằng sắt đặc. Khu nhà mình rất đẹp nha. Một khu nhà cực kỳ tuyệt vời. Giá thì rẻ so với giá thị trường. Khu nhà đồng bộ 50 căn thuộc trục đường Phạm Văn Chiêu. Đây, đây là phòng ngủ ở phía trước. Rộng rãi nha mọi người ơi. Và chúng ta di chuyển vào trong này sẽ là khu vực toilet nha. Đây, toilet nhà mình này. Có bồn cầu, bồn rửa tay, vách ngăn kính và gương soi. Được gia chủ ốp gạch lên cao hết tường. Thiết bị cao cấp hãng Toto. Và di chuyển vào sau sẽ là phòng ngủ số 2 nha mọi người. Phòng này cũng rộng và có giường nệm luôn rồi. Đây, bố trí thoáng mát nha. Nhà vệ sinh em tắm anh yêu luôn. Về thì chúng ta dán một khoảng giấy dán mờ vào thì không lo chồng nhìn vợ tắm đâu. Đây, phòng ngủ rộng, thoáng và có bộ cửa kéo này, rất tiện. Phía sau thì chúng ta có cái làm sắt lấy gió. Đây, toilet ở phía phòng ngủ số 2. Không có vách kính nhưng mà có thể bố trí vách kính vào được. Giá mềm, có thể mua đầu tư hoặc là mua cho thuê được. Anh chị nào đang quan tâm đến căn nhà phố này thì hãy alo ngay về tới bên nhà Đất Hưng theo hai đầu số đang hiển thị ngay trên màn hình. Với đầu số Mobi sẽ là 0933 830 756 và đầu số Viettel sẽ là 0355 654877 nha. Chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi những video mới của kênh YouTube nhà Đất Bắc Hưng. Và chúng ta di chuyển lên lầu 2 sẽ là 2 phòng ngủ 3 và 4 nha.
Hai phòng ngủ này thì bỏ trống thôi. Đây. Phòng ngủ rộng và thoáng, cửa sổ đầy đủ. Cách thiết kế mới trẻ trung, năng động. Cực đẹp luôn nha mọi người. Khu nhà cực VIP, cực kỳ sang trọng. Toàn nhà đẹp, nhà đồng bộ. Dân cư trong khu nhà này thì toàn là người lịch sự. Chúng ta cùng Bá Hưng di chuyển lên khu vực sân thượng nha. Sân thượng nhà mình cũng rất đẹp đấy. Nhà vừa mới làm xong, sổ hồng có rồi. Phía đây là khu vực phòng thờ nha mọi người. Đây, phòng thờ của nhà mình được đúc hết này. Trên đúc nguyên luôn. Phía ngoài là khu vực sân thượng trước, cực kỳ thoáng mát nha. Khung sắt phía trên đầy đủ rồi, có trồng cây. Và phía sau sẽ là khu vực giặt đồ và sân phơi đồ. Đầy đủ công năng sử dụng, giá rẻ, kiếm rất hiếm luôn. Đường 5m, khu nhà đồng bộ. Hẻm thì là con hẻm một trục, cách đường khoảng tầm 50m thôi. Đây, khu vực phòng phơi đồ. Mái hết rồi nha. Và video của bà Hưng ở đây là kết thúc rồi. Anh chị nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên hệ ngay về tới bên Hưng để được sở hữu căn nhà giá siêu rẻ này. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.